chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đồ vật yêu thích. Hôm nay Uyển Thư sẽ giới thiệu cho các bạn một đồ vật Uyển Thư vô cùng yêu thích. Và đây chính là chiếc hộp bút Uyển Thư muốn giới thiệu cho các bạn. Nhìn qua các bạn có thể thấy tông màu của nó có màu hồng, in hình cô công chúa rất xinh đẹp. Hộp bút này có rất nhiều ngăn, Uyển Thư thường dùng để đựng bút chì, bút mực, thước kẻ. Và đây cũng chính là người bạn luôn đồng hành cùng Uyển Thư suốt quãng đường đến trường. Còn đồ vật yêu thích của các bạn là gì? Hãy chia sẻ cho Uyển Thư và chương trình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.